Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sài TV. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin sau đây. Người Việt Nam ta từ trước đến nay, khi nhắc đến các loại nhà kho vũ khí thường hay nói đến Tổng kho vũ khí Long Bình của Mỹ, để lại sau năm 1975 ở Biên Hòa. Kho vũ khí này nổi tiếng không phải chỉ ở khu vực châu Á, mà nó còn nổi tiếng khắp thế giới bởi chiều dài, chiều rộng hiện đại và nhiều loại vũ khí tối tân. Hơn thế nữa, ngay cả vào thời điểm hiện tại sau 46 năm, Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Thế nhưng tổng kho vũ khí này vẫn khiến giới chuyên gia vũ khí Việt Nam phải bó tay vì nhiều loại vũ khí chưa được khai thác. Có rất nhiều khu hầm kho vũ khí bí mật này, cửa vẫn đóng im ỉm, không thể nào mở được. Phía Việt Nam đã nhiều lần muốn mở các hầm kho nhưng không dám mạo hiểm. Đã giả thuyết nếu không có mật mã mà cố tình mở gây nên một vụ nổ long trời lở đất thì sao? Các chuyên gia của Mỹ cảnh báo rằng nếu Việt Nam chưa cung cấp mật mã để mở các cửa kho vũ khí thì Việt Nam nên để im lặng là tốt nhất. Việt Nam hãy thử nhìn người Mỹ thả hai quả bom nguyên tử vào hai thành phố của Nhật Bản từ năm 1945 mà xem chỉ có hai quả bom mà cả nước Nhật điêu đứng hệ lụy đến hàng trăm năm sau chưa hết. Vì hai quả bom đó mà Nhật Bản đã phải cúi đầu hàng Mỹ và đồng minh. Đặt giả thuyết trong hầm vũ khí tại kho Long Bình của Việt Nam có chứa 10.000 quả bom nguyên tử. Như thế nếu cố tình mở mà 10 quả bom nguyên tử cùng phát nổ thì hỏi nước Việt Nam còn hay mất. Vâng, mấy ngày này thôi, các chuyên gia về vũ khí trên thế giới đang so sánh tổng kho vũ khí Long Bình của Mỹ để lại ở miền Nam Việt Nam với kho căn cứ quân sự ở Long Trạnh thuộc nước Lào. Người Mỹ có vũ khí hạt nhân và bây giờ người Trung Quốc cũng có vũ khí hạt nhân. Khu căn cứ quân sự Long Trạnh của tướng thuộc vị Vàng Chu đang được Trung Quốc hậu thuẫn, có thể còn hoành tráng hơn cả tổng kho vũ khí Long Bình. Người Trung Quốc đã đầu tư vào khu căn cứ này với 30% vốn sẵn có trên cả nước. Trung Quốc tính về vũ khí. Mục đích của Trung Quốc là dùng quân đội vàng bao này tấn công Việt Nam và đội quân này có thể sẽ sử dụng cả vũ khí hạt nhân Việt Nam sẽ bị thất bại bởi một phiến quân ít tên tuổi. Và người Trung Quốc không chịu trách nhiệm gì khi hai bên xảy ra chiến tranh. Nếu điều đó xảy ra, ai sẽ là người nên tố cáo? Trung Quốc hậu thuẫn cho đám thủ phỉ này dùng vũ khí hạt nhân, bằng chứng ở Delta. Biết đâu rằng người Mỹ, người Nga, người Trung Quốc hay người Triều Tiên hoặc bất cứ nước nào có vũ khí hạt nhân đều có thể cung cấp cho phiến quân này sử dụng. Lúc đó chắc chắn Việt Nam sẽ thoái thóp và sẽ phải chia tay cầu cứu Trung Quốc. Một kịch bản hay đang ở trước mắt và chúng ta sẽ chờ xem kịch bản đó sẽ hay đến cỡ nào. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, vua mèo đời thứ hai của vua mèo đời thứ nhất là tướng Vàng Chu vừa bị ám sát hụt tại căn cứ Long Trạnh. Người ám sát vua mèo Vàng Chu là điệp viên K2 mang tên Vũ Nghĩa của Tổng cục 2 Việt Nam. Nhân viên tình báo này được phía Cục Quân 2 báo cài cắm sang Lào theo dòng người di cư dân tộc Hơ Mông. Sau một tháng thử thách, Vàng Chu đã tin tưởng tuyệt đối vào Vũ Nghĩa nên đã cho anh tham gia vào quân đội bảo vệ riêng của mình. Vào đêm ngày hôm qua, 200 lính đặc nhiệm của Việt Nam đã tấn công điểm cao 1433 thuộc khu căn cứ Long Trạnh. Vàng Chu đã đưa quân tiếp ứng khu địa này. Trong lúc cuộc giao tranh đang diễn ra quyết liệt, Vũ Nghĩa đã xả nửa băng đạn AK về phía Vàng Chu, khiến viên tướng này bị trúng đạn vào vai. Ngay sau đó, Vũ Nghĩa đã tiến vào vách núi đá Tai Mèo, dừng đứng tìm đường về bên đất Việt Nam. 100 lính bảo vệ Vàng Chu lúc đó đã truy kích Vũ Nghĩa, tuy nhiên địa hình núi đá hiểm trở đã giúp Vũ Nghĩa trốn thoát. Tuy nhiên anh cũng bị thương nặng bởi một viên đạn bắn vào phần bụng. 200 lính chủ lực Việt Nam lúc đó đã được Vũ Nghĩa về đất Việt Nam. Lúc đó đã đưa được Vũ Nghĩa về đất Việt Nam trong tình trạng hôn mê sâu. Theo một thông tin mới nhất, Vũ Nghĩa đang được điều trị tại một bệnh viện quân đội. Anh đã trải qua cơn nguy kịch và có thể tỉnh lại sau một vài ngày tới. Trong một bài bình luận về sự vụ trên của tờ báo NHK của Nhật Bản, vào sáng ngày hôm nay, trang tin này so sánh tổ chức thủ vị Vàng Bao với tổ chức phản động Hoàng Cơ Minh. Mặc dù không cùng vào một thời điểm, nhưng hai tổ chức này giống nhau ở cách thức hoạt động là đều từ bên Mỹ trở về. Hoàng Cơ Minh thành lập tổ chức Mặt trận Quốc gia Thống nhất từ Mỹ, xâm nhập vào Thái Lan, rồi sang Lào, trùng do quân đội Mỹ hậu thuẫn nhằm trở về Việt Nam, gây bạo loạn lật đổ chính quyền Việt Nam vào năm 1987. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã cải cắm tình báo và bắn bị thương Hoàng Cơ Minh vào ngày 28 tháng 8 năm 1987. Tại Lào, viên tướng này sau đó không chấp nhận bị tình báo Việt Nam bắt giữ
nên đã tự sát ngay tại chỗ với tổ chức của Hoàng Cơ Minh, tổ chức thổ phỉ của Vàng Chu, được Trung Quốc hậu thuẫn từ Mỹ trở về Lào. Vì có Trung Quốc chống lưng, nên tổ chức này đàng hoàng xây dựng lên cả một nhà nước Hơ Mông tự trị mà không lo nhà nước Lào can thiệp. Được biết, trước khi Vàng Chu đưa 8.000 binh lính từ Mỹ trở về thủ tướng, Lào đã quyết định tuyên bố sẽ cho bộ đội ta thiết lập và bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, Tập Cận Bình đã điều động Ngoại trưởng Vương Nghị bay sang Lào đàm phán. Cuộc đàm phán này diễn ra vào ngày 5 tháng 3 năm 2021 tại thủ đô Viêng Chăn. Không ai biết nội dung của cuộc đàm phán đó ra sao, nhưng ngay lập tức, Thủ tướng Lào đã để cho quân đội này làm chủ ở tỉnh Sinh Khoản, một tỉnh giáp với biên giới của Việt Nam. Không dừng lại ở đây, phía Trung Quốc cũng ngay lập tức đưa hơn 60.000 quân lính và hàng trăm quân lính đạn dược đến Lào hậu thuẫn cho tổ chức của Vàng Chu. Ngay sau khi Tập Cận Bình đến dự lễ thành lập nhà nước Hơ Mông vào ngày 24 tháng 2, nhiều nguồn tin đưa ra nhận xét rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đe dọa nếu Thủ tướng Lào làm khó dễ đội quân của Vàng Chu thì đất nước Lào sẽ biến mất trên bản đồ thế giới. Thay vào đó, nước Lào sẽ là một nhà nước Hơ Mông tự trị dưới sự hậu thuẫn của Trung Quốc. Đương nhiên, với lời đe dọa này, Thủ tướng Lào phải sợ vì nước Lào dân số không bằng một huyền lệ của Trung Quốc. Hơn thế nữa, hai nước lại tiếp giáp với nhau. Nếu quân đội Trung Quốc tấn công, thì chưa đầy nửa tiếng sau, nước Lào đã tan hoang thành bình địa. Trong bản tin ngày hôm qua của đài truyền hình CCTV của Trung Quốc, phát thanh viên của hãng truyền thông này ca ngợi đất nước Lào là một người anh em bản hữu, chỉ tình khi tiếp nhận những người dân Hơ Mông tị nạn bởi chính quyền Việt Nam. Hãng truyền thông này tung hô Thủ tướng của Lào như một vị cứu tinh của người dân tộc Hơ Mông. Tuy nhiên, hình ảnh trái ngược với lời ca tụng này là vào ngày 24 tháng 3, khi Tập Cận Bình bay sang Sinh Khoản để dự lễ ra mắt nhà nước Hơ Mông, Thủ tướng Lào đã không đến dự để gặp mặt Tập Cận Bình và tướng Vàng Chu. Có thể hành động này sẽ khiến Thủ tướng Lào phải trả đắt. Tuy nhiên, thời điểm mà ông phải trả giá có thể là chưa vào thời gian này. Kính thưa quý vị và các bạn, được biết mấy ngày gần đây, biên giới nước Lào và Campuchia đã ngập tràn quân lính của hai bên. Hai bên ở đây là quân lính của nhà nước Hơ Mông và quân đội của Việt Nam, chứ không có sự hiện diện của binh sĩ Lào. Thủ tướng Lào đã phải yên phận đứng trung lập nhìn quân giặc ngang nhiên hoành hành trên đất nước của mình. Không ai hiểu hết nỗi tâm tư của ông. Nhưng một điều chắc chắn, rằng ông phải làm ngơ để cho con dân của ông được sống yên bình, không chịu cảnh binh đao. Tuy nhiên, suy nghĩ như vậy cũng chưa hẳn đúng, bởi binh đao lửa khói có thể mai mốt sẽ tràn lan trên đất nước Lào một khi quân đội Vàng Chu và Trung Quốc vẫn tồn tại tại đây. Được biết, khu vực tỉnh Sinh Khoản của Lào là nơi hai phía xảy ra những đụng độ căng thẳng nhất. Đây là một tỉnh lẻ nằm trên một cao nguyên có độ cao trên 1.000 mét so với mặt nước biển. Nó tiếp giáp với hai tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh của Việt Nam. Tỉnh này có chiều dài chung với hai tỉnh của Việt Nam là 200 km. Vào đêm ngày hôm qua, phía quân đội Việt Nam đã điều động 200 lính đặc nhiệm tấn công điểm cao 1.433. Tướng Vàng Chu bị tình báo viên Phù Nghĩa ám sát hụt tại chân núi 1433 khiến Vàng Chu nổi dậy. Vào sáng ngày hôm qua, tướng thủ phỉ Vàng Bao lập tức điều động 2.000 quân lính tấn công qua các cột mốc từ 701 đến 708, chúc một đội quân hùng hổ và hiếu chiến. Bộ đội Việt Nam đã điều tiết trận đấu bằng cách vừa đánh vừa rút lui. So với lính của thổ phỉ Vàng Chu, lính Việt Nam ít quân hơn. Bởi phải giải đều quân số chốt 2.000 km khi biết tin lính của Vàng Chu tấn công vào khu vực cột mốc 701 đến 708, quân đội ta mới bổ sung quân lính đến chi viện. Tuy nhiên, lính Vàng Bao tấn công chấp nhoáng và không có ý định cố thủ. Chúng đã tấn công nhanh và rút quân cũng nhanh bởi chúng biết rằng chỉ sau đó nửa giờ là quân số bộ đội Việt Nam sẽ tăng chi viện. Vào lúc 12 giờ trưa, khi trung đoàn 441 đang ăn cơm trưa, thì hai chiếc máy bay trực thăng quân sự Z-9 từ sân bay Long Trạng bất ngờ tấn công. Chúng bay dọc theo khu vực phân chia ranh giới và xạ súng 12 ly bẫy xuống những khu vực nghi có bộ đội ta đang đóng quân ở đó. Ngay lập tức, trung đoàn pháo cao xạ phòng không được lệnh khai hỏa, chỉ chưa đầy 15 phút giao tranh, một chiếc máy bay trực thăng bốc cháy phần đuôi, đâm sang cánh rừng thông bên đất nước Việt Nam. Bộ đội ta ngay lập tức triển khai truy bắt phi công, nhưng khi bộ đội ta chưa kịp đến nơi thì những khu vực chiếc máy bay này đâm xuống đất phát lên một tiếng nổ lớn, khói bụi bốc lên nghi ngút cả cánh rừng. Chiếc máy bay còn lại bay về phía sân bay Long Trạng. Một trung đội bộ đội của ta lao đến chỗ chiếc máy bay trực thăng bốc cháy thì phát hiện một phi công bị thương tích đời mình đang cố gắng bò ra khu vực lửa cháy. Ngay lập tức, tên phi công này bị bắt đưa về ban chỉ huy trung đoàn 441. Tại đây, tên phi công này không biết nói tiếng Lào và cũng không biết nói tiếng Hơ Mông. Sau đó, tên này được phía quân đội ta xác nhận hắn là phi công của Trung Quốc.
Theo lời khai của viên phi công này, hắn tên là Asin, năm nay 26 tuổi, cấp bậc thiếu úy. Trước đây hắn lái máy bay ở sân bay quân sự Danasako tại Campuchia, phục vụ các chuyến bay từ Trung Quốc sang Campuchia, chở những quan chức cấp cao. Vào ngày 26 tháng 3, hắn được lệnh bay sang Lào cùng chiếc máy bay trực thăng quân sự Z-9 và ở lại Lào từ đó. Cũng theo tên Asin, tại sân bay Long Chẻng có tất cả 4 chiếc máy bay trực thăng Z-9 do quân đội Trung Quốc cung cấp cho phiến quân thổ phỉ Vang Chu. Một chiếc do hắn lái từ Campuchia sang, 3 chiếc khác được Trung Quốc đưa từ sân bay Mường Thủy Côn Minh. Trang vì quân đội Vàng Bao chưa có phi công nên phía Trung Quốc đưa phi công sang. Buổi huấn luyện phi công của Vang Chu được thực tập lái, vừa tham gia huấn luyện chiến đấu. Do đặc công Việt Nam đêm ngày hôm qua phá hủy 2 chiếc máy bay trực thăng tướng Vang Chu, rất tức giận, hắn ra lệnh cho viên phi công này lái chiếc trực thăng này cùng một chiếc đã bay trở lại sân bay Long Chẻng tấn công sang biên giới Việt Nam. Mục đích vừa trả đũa đặc công Việt Nam, vừa huấn luyện 2 tên phi công người Hơ Mông lái thực tập. Tuy nhiên 2 tên phi công người phi công kia đã tử nạn khi máy bay nổ, bản thân hắn bỏ ra khỏi chiếc máy bay được 30 mét thì máy bay bốc cháy. Cũng theo lời khai của phi công Asin, ngoài những chiếc máy bay trực thăng ra, nhiều xe vũ khí được Trung Quốc vận chuyển qua cửa khẩu của nước Lào vào căn cứ Long Chẻng. Tuy nhiên hắn không thể biết hết những loại vũ khí đó là gì. Qua sự vụ này chúng ta hiểu rằng quân đội Trung Quốc đã trang bị cho quân đội thổ phỉ tới tận trên răng kẽ tóc. Đội quân này mới được thành lập mà được Trung Quốc trang bị cho 4 chiếc máy bay quân sự chiến đấu và nhiều loại vũ khí tối tân như vậy, thì không biết trong tương lai gần căn cứ Long Chẻng sẽ tân tiến hiện đại như thế nào bởi đường vận chuyển quá gần thuận lợi. Bản tin của chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.